Xin chào mọi người. Tiểu gia ra tù liền vô địch tập 5. Nhà hàng Vân Cẩm là nhà hàng tình nhân nổi tiếng ở Tuyên Thành. Hai chị em nghe nói như vậy đầy biến sắc. Cô mặt nhỏ nhắn của Trần Thanh Giao đỏ bừng lên, lưỡng túng nghĩ muốn tìm một cái khe rồi chui vào. Mà vẻ mặt Trần Thanh Tuyết rất cứng ngắc. Dù thế nào đi chăng nữa, Lý Vũ ít nhất vẫn là vị hôn phu trên bề ngoài của cô. Nhưng bây giờ lại ở ngay trước mặt cô, dẫn dụ em gái cô. Đúng là đồ không là gì. Anh trẻ, anh đến đúng lúc lắm. Để tránh xấu hổ, Trần Thanh Giao đặc biệt nghiến răng nhấn mạnh hai chữ anh trẻ. Anh có thể giúp chúng tôi một chút được không? Nhưng đã được cô gái nhỏ có chút bối rối, Lý Vũ ngơ ngác hỏi. Xảy ra chuyện gì chứ? Tập đoàn Thanh Dương đối với công ty chúng tôi... Lúc này Trần Thanh Giao kể lại đầu đuôi toàn bộ sự tình một lần. Mẹ kiếp, mấy tên đó là dám bắt đặt các cô, đúng là không biết sống chết. Lý Vũ nhanh chóng bày ra khí thế giận dữ vì người đẹp, ngang ngược nói ra. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Anh thật sự có thể giúp chúng tôi sao? Đột nhiên Trần Thanh Tuyết mở miệng hỏi. Vốn dĩ Lý Vũ đã lấy điện thoại ra rồi, nghe thấy âm thanh của cô, bèn nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, cười ha hả nói ra. Đương nhiên tôi sẽ giúp, có điều cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Trần Thanh Tuyết bật thốt lên hỏi. Hôn sự của hai chúng ta, cô muôn ngành định không thể đồng ý. Lý Vũ thành thật nói. Wow. Sắc mặt của Trần Thanh Tuyết là lần nữa biến đổi, cặp mắt to đó dần dần đỏ lên, nước mắt xuất hiện không ngừng. Chỉ cần nhẹ nhàng chớp mắt một cái là nước mắt có thể trào ra khỏi mi mắt. Tiền khốn này. Trần Thanh Tuyết quát một tiếng, đứng dậy ra khỏi nơi làm việc. Lý Vũ gãi đầu một cái, có hơi không hiểu rõ. Anh rể, anh thật quá đáng. Chị tôi là mỹ nữ nổi danh Tuyên Thành, người thanh niên nào nhìn thấy chị ấy mà sẽ không động lòng chứ, trừ khi người đó không được bình thường. Trần Thanh Giao nói đến đây giống như nghĩ đến điều gì đó, cặp mắt trợn to nhìn chằm chằm Lý Vũ. Chẳng lẽ anh rể không được bình thường sao? Tầng 32. Trần Thanh Tiết đứng trước nhà vệ sinh, mặc dù đã rửa mặt nhưng nước mắt vẫn còn hiện rõ trên mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị người khác chê bai như vậy. Hơn nữa, còn là một người thanh niên, tự tôn của cô bị đả kích nặng nề. Tên khốn, đáng ghét. Đàn ông theo đuổi tôi có thể xếp thành thằng dài từ Tuyên Thành đến Hoàng Thành. Anh cho rằng anh rất giỏi sao? Anh không muốn cưới bà đây, cô chẳng muốn gả đâu. Không, nếu như anh không muốn cưới, vậy thì tôi càng phải gả. Và giờ phút này trong đầu Trần Tất Tuyết nhớ tới một câu nói. Nếu như hận một người thanh niên, vậy thì phải sinh sản thêm mấy thằng con trai cho hắn về chết luôn. Một khi phụ nữ tàn nhẫn thì đúng là rất dọa người. Ít nhất Trần Thanh Tuyết cũng bị các suy nghĩ điên cuồng này của mình làm cho sợ hết hồn. Này, cô có sao không? Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Thân thể mềm mại của Trần Thanh Tuyết khẽ run, xoay người phát hiện ra Lý Vũ đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào. Tôi không muốn nhìn thấy anh đi đi. Trần Thanh Tuyết nghiến răng quát lớn. Lý Vũ gãi đầu một cái. Tôi cảm thấy cô nên cho tôi một cơ hội giải thích. Tôi không nghe, mời anh lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Bảo vệ sao? Lý Vũ vốn muốn nói cô cứ gọi đi, dù có gọi rác cổ thì cũng vô dụng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tình cảnh hiện tại không thích hợp nói ra những lời đó. Anh bĩu môi, cố gắng hạ thấp giọng. Là thế này, tôi thừa nhận cô là một cô gái vô cùng hoàn mỹ. Cô xinh đẹp, hào phóng, thân thiện, năng lực rất xuất chúng. Nghe anh lải nhải ca ngợi không ngừng, tâm trạng Trần Thanh Tuyết mới dần dần chuyển biến tốt. Thậm chí cô còn không nhịn được cười một tiếng trong lúc Lý Vũ đang phóng đại. Hết giận rồi sao? Còn người Lý Vũ đã quay đầu lại. Ai nói giận với anh chứ? Tôi cũng phải là... Hả? Lý Vũ có hơi không muốn nghe những lời này, vì vậy uyển chuyển đổi đề tài. Cô rõ ràng rất ưu tú, nhưng còn tôi thì sao? Một anh chàng quần là áo lụa, một con cóc ghẻ như tôi, làm sao thể xứng với một con thiên nga trắng như cô được chứ? Trần Thanh Tuyết không nhịn được lại cười một tiếng. Cô cho rằng tôi không muốn cưới cô sao? Đừng có nói đùa với tôi nữa chứ. Ông đây cũng phải là Liễu Hạ Huệ. Lạc đề rồi, tôi nói thẳng vậy. Tôi không cưới cô là vì tôi là một lãng tử. Đời này cuối cùng cũng sẽ không ổn định. Lỡ như kết hôn, tôi không thể ăn chơi đàn điếm được nữa. Hoàn toàn cách xa một cuộc sống trụy lạc. Vậy còn không bằng giết chết tôi luôn đi. Tôi không muốn vì một cái cây là cô, mặc dù là một cái cây vô cùng xinh đẹp, mà từ bỏ cả cánh rừng đâu. Lý Vũ nói một hơi, miệng cũng sắp khô chát. Nhưng Trần Thanh Tuyết chỉ ồ một tiếng. Sau này cô có thể bày tỏ thái độ với ông nội Trần như thế, thề không lấy tôi làm chồng được không?
Lý Vũ làm ra vẻ rất đáng thương hỏi ra, tại sao lại là tôi chứ? Sao anh không tự nói với người nhà của mình? Trần Thanh Tuyết hỏi ngược lại. Lý Vũ gãi đầu. Tôi không dám, bởi vì nếu như tôi không cưới cô, ông cụ nhà tôi sẽ thực sự quất chết tôi đó. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Lý Viễn Sơn rất yêu thương anh, cầm trong lòng bàn tay cũng sợ rơi, ngậm trong miệng thì sợ tan. Nhưng mà tính cách Lý Viễn Sơn nói một không có hai, chuyện mà ông đã quyết định thì dù có chín con trâu cũng kéo lại được. Ai dám thử không nghe lời thử xem, cháu trai cũng đánh. Anh đang cầu xin tôi đó sao? Trần Thanh Tuyết lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như ngày qua. Nghe vậy Lý Vũ nhớ mặt một cái. Anh từ trước tới nay chưa từng cầu xin người khác, huống chi đối phương còn là một người phụ nữ. Đây không phải là lời cầu xin, tôi chỉ đang hợp tác với cô mà thôi. Chỉ cần cô đồng ý điều kiện với tôi, đừng nói là tập đoàn Thanh Dương, mối khoa học kỹ thuật Văn Dương của cô phát triển thành tập đoàn hàng đầu nước Hoa Hạ cũng có vấn đề gì. Lý Vũ tét miệng cười. Tập đoàn hàng đầu nước Hoa Hạ sao? Trần Tổ Tiết kinh miệng cười một tiếng. Hiển nhiên cô xem lời nói của Lý Vũ là đang khoác lác. Chị, anh trẻ thực sự không khoác lác. Đột nhiên Trần Thanh Gia lúc này xuất hiện. Cô đã biết thân phận thật sự của Lý Vũ, thái tử của gia tộc giàu có nhất, thế nên có thể khẳng định đối phương không phải đang mạnh miệng. Cho dù anh có khoác lác hay không, tôi chỉ muốn biết ban nãy có phải anh đang cầu xin tôi hay không. Trần Thanh Tiết kiêu ngạo như chim công. Sắc mặt Lý Vũ sầm xuống, không vui nói ra. Ông đây cầu xin cô cộng lông, nếu cô dám gả cho tôi, ông đây 3 ngày 2 bữa đều trói cô lại đánh một trận. Anh dám, cô thử đi, thử thì thử. Trần Thanh Tiết trợn vào đôi mắt xinh đẹp, dáng vẻ bất chấp tất cả. Còn mẹ nó, dù sao cô cũng quyết tâm muốn gả cho tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử gia pháp nhà Lý chúng tôi một chút. Lý Vũ đột nhiên ra tay chế trụ hai tay Trần Thanh Tuyết, ngay sau đó xoay mình ấn người lên bức tường phía sau. Bốp, một tiếng tắc giòn giả vang lên. Trần Thanh Giao ở một bên trợn to cặp mắt không thể tin mà che cái miệng nhỏ nhắn lại. Bốp bốp, chỉ thấy Lý Vũ vung bàn tay lên đánh vào cái mông Trần Thanh Tuyết hết cái này đến cái khác. Hu khốn kiếp. Hu, Trần Thanh Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt tuôn trào như vỡ đê. Anh rể, anh không thể đối xử với chị tôi như vậy. Trần Thanh Giao hồi phục tinh thần vội vàng chạy tới ngăn cản. Tôi là chồng của chị cô, cô không giúp tôi thì thôi, lại còn dám đi giúp người ngoài sao? Lý Vũ tựa như đánh đến mù quáng, mặc kệ tất cả, nhấc chân đè hai cánh tay Trần Thanh Giao lại, một tay khác lại vỗ thẳng xuống. Bốp bốp. Trong lúc nhất thời, tiếng bốp bốp vang lên không ngừng trong phòng rửa tay. Ngoài trừ cái này ra thì còn có tiếng nức nở qua người phụ nữ. Cũng may không có người ngoài nào dám lên tầng 32, nếu không nhất định sẽ cho rằng bên trong có một nam hai nữ đang làm chuyện gì đó mờ ám. Hồi lâu sau, anh rể khốn kiếp. Lý Vũ, tôi hận anh. Trần Thanh Giao và Trần Thanh Tuyết ôm nhau khóc không ngừng. Đây chính là kết quả không nghe lời của tôi. Sau này phải biết nghe lời, hiểu chưa? Sau khi Lý Vũ tỉnh táo trở lại thì không hề có chút tỉnh ngộ nào, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có hơi nảy nấy. Dù sao hai chị em người ta đều là những cô gái nhỏ nũng nịu, mình làm như vậy thực sự có hơi tàn nhẫn. Đặc biệt là Trần Thanh Giao vô tội nhất, đứng giữa chị gái và anh rể, người bình thường cũng sẽ chọn giúp chị mình. Đinh đong. Có lẽ là vì chột dạ, Lý Vũ sợ tội nên bỏ trốn ấn thang máy. Chị có sao không? Một tay Trần Thanh Giao xoa mông mình, một tay đỡ Trần Thanh Tuyết lên. Cái tên khốn nạn, chị sẽ không tha cho anh ta. Trần Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Từ trước đến nay không có người nào dám đối xử như thế với hai chị em các cô. Và lúc này cô đột nhiên có ý tưởng đi tìm Lý Vũ lấy mạng đối mạng. Cùng lúc đó, Lý Vũ và thằng máy trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc. Đầu tiên là ngậm một điếu thuốc vào miệng, ngay sau đó là móc điện thoại ra, thuần thục gọi đến một dãy số đầu tiên. Tứ Ngục Tội Thành, xin hỏi ngài là ai? Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh lạnh như băng. Tôi, Lý Vũ. Lý Vũ lời ít ý nhiều. À, hóa ra là đại đương gia sao? Ngài có gì cần dặn dò? Không phải Minh Hiu tự xưng là thần tài sao? Để ông ta lành đến nước Hoa Hạ gặp tôi trong vòng một ngày. Buổi chiều, Tuyên Thành mưa lớn tầm tã. Trong một phòng tập quyền anh dưới tầng hầm ở ngoại thành, Lý Tu bị bịt kín mắt bằng vải đen, hai tay hai chân bị trói chặt. Ta là người nhà Lý, đục má mày, rốt cuộc ai cho mày lá gan này, đến cả ông đây mà cũng dám trói. Đợi tao thoát khỏi đây, không chỉ mày phải chết, tất cả người liên quan đến mày cũng phải được chôn cùng mày. Tuy trong lòng rất sợ hãi, nhưng Lý Tu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hơn nữa còn thể hiện nét ngang ngược rất mượt mà. Xóa đen
đứng bên im lặng, rõ ràng không thèm đếm xỉa tới lời hăm dọa của đối phương. Sau một hồi lâu không được đáp lại, Lý Tu không thể giữ được bình tĩnh nữa. Chỉ cần bây giờ mày thả tao ra, ta sẽ bỏ qua hết chuyện cũ. Giọng điệu của anh ta bắt đầu dịu đi, ồn ào. Xó Đen vỗ đầu lọc điếu thuốc trong miệng xuống, lạnh lùng nói ra: mày mà còn ăn nói dông dài, ta không ngại cắt lưỡi mày đâu. Ngay vậy Lý Tu không khỏi nuốt nước bọt. Nếu mất đi cái lưỡi, không chỉ không thể cảm nhận mùi vị thức ăn, mà còn chẳng hưởng được niềm vui thú khi hôn đàn bà con gái. Người này mà, miễn là cậu thả tôi đi, tôi sẽ ban cho cậu quyền lực tối cao, đứng đầu một thành phố, có được không? Tôi là người giàu lý, tôi có khả năng đó. Lý Tu cố ép bản thân trấn tĩnh trở lại. Nếu đối phương đã biết thân phận của mình, sao gã còn dám bắt cóc nữa chứ? Điều đó chứng tỏ gã không phải hạng xoàng hay tầm thường gì, gần như không có thứ gì có thể thỏa mãn được đối phương. Chỉ có quyền lực, một khi được hưởng thụ đãi ngộ từ thứ này thì khó từ bỏ. Song sinh quá nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vọng lại. Lý Vũ tiến vào cùng Cẩu Phú Quý và Tập Vật Tương Vong. Sau đây lập tức đứng dậy một cách cung kính. Lý Vũ phất tay với anh ta, tiếp tục giả giọng khàn khàn: chẳng phải ngay cả gia chủ nhà Lý cũng chưa chắc nắm được vị trí đứng đầu của một thành phố hay sao? Mày chỉ là con cháu dòng thứ của nhà Lý, mày có bản lĩnh này sao? Tôi có, chắc chắn có. Lý Tu thề son sắt: không bao lâu nữa tôi sẽ trở thành gia chủ nhà Lý, đến lúc đó tôi sẽ dốc hết toàn lực để nâng đỡ cậu cho bằng được. Vậy sao? Đôi mắt Lý Vũ lấy lên sát khí. Lý Tu chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, không khỏi rùng mình. Nói miệng không có bằng chứng, mày lấy gì để chứng minh mày sẽ lên làm gia chủ nhà Lý chứ? Giọng nói khàn khàn Lý Vũ tỏ vẻ khinh thường. Ngẫm nghĩ một chút, trán Lý Tu dần dần túa ra mồ hôi lạnh. Anh ta bỗng ý thức được bản thân mình nhỡ mồm. Vừa rồi dưới tình thế nguy ngập, anh ta đã số tẹt bí mật luôn luôn chôn sâu trong lòng vì muốn giữ mạng. Nếu mấy lần này bị đối phương ghi âm đại, anh ta không dám tưởng tượng đến hậu quả sau này. Không bao lâu nữa tôi sẽ trở thành gia chủ nhà Lý, đến lúc đó tôi sẽ dốc hết toàn lực để nâng đỡ cậu cho bằng được. Là cái gì thì cái đó sẽ tới. Một đoạn ghi âm lặng lẽ vang lên bên tai Lý Tu: các người là ai? Trước của các người muốn làm gì? Vả lại mấy lời nói nhăng nói cuội vừa nãy chỉ là để lừa các người tin tôi mà thôi. Các người có tin tưởng như vậy là có thể uy hiếp được tôi sao? Mặt mũi Lý Tu đã tái nhợt, cố gắng đổi trắng thay đen để che đậy sự hoảng loạn trong lòng. Đột nhiên miếng vải bịt mắt Lý Tu bị người ta giật xuống. Ngay lập tức anh ta thấy rõ đám người đứng trước mặt mình. Lúc nhìn thấy Lý Vũ nhếch mép cười tà mị, anh ta suýt nữa mất đi vì sợ hãi. Em họ sao lại là em? Lý Tu cả kinh. Lý Vũ vẫn giữ nụ cười: anh họ thân mến của tôi, gặp tôi anh có vui không? Có bất ngờ không? Vui con mẹ mày, suýt nữa dọa ông đây chết khiếp. Mặc dù trong lòng chửi tục, nhưng Lý Tu vẫn cố nặn ra một nụ cười. Em họ, niềm vui bất ngờ của em làm anh giật cả mình đó. Anh biết rồi, chắc anh em buồn chán quá nên muốn đùa giỡn anh đúng không? Bị anh nhìn ra mất rồi. Lý Vũ biểu môi bực bội nói: ôi, từ bé đến lớn anh họ đều thông minh hơn tôi, thật sự rất nhàm chán. Anh vừa nói vừa lấy tay cởi dây trói trên người Lý Tu. Lý Tu thở phào một tiếng nặng nề định mở miệng. Một cú đấm dữ dội thổi trúng bụng anh ta, lập tức khiến anh ta nôn sạch đồ ăn từ đêm qua. Anh thông minh thật đấy, nhưng mà... Lý Vũ hừ lạnh nói ra: đủ má, đừng tưởng đây là đồ ngu nhé. Lý Tu cô đến cơn khó chịu trên người giải thích: em họ đừng hiểu lầm mà, lúc này anh nói đùa với em thôi. Em tin anh đi, anh luôn trung thành hết mực với em và chú mà. Mẹ kiếp, bớt nói đi. Tiếp sau đây tôi hỏi anh đáp, để dám lừa tôi. Lý Vũ nở nụ cười bất thiện. Lý Tu giơ ba ngón tay lên thề thốt: anh nhất định sẽ trả lời mọi câu hỏi của em một cách thành thật, tuyệt đối không nói dối nửa lời. Được, tôi hỏi anh, 3 năm trước ai đã sai khiến anh xúi giục tôi đi nhúng chàm Diệp Quân Thành? Lý Vũ nghi nghị hỏi. Tuy Lý Tu có chút giả tâm, nhưng trí tuệ anh ta không bị kịp với tham vọng đó. Chiêu một đao nhạo Diệp để xử lý anh nhất định là tác phẩm đến từ kẻ khác, không ai xúi giục anh. Lúc đó là anh đang uống say, nhất thời hồ đồ, vì vậy mới làm hại em họ, khiến em họ mắc sai lầm lớn. Lý Tu biết Lý Vũ quay lại chắc chắn sẽ hỏi mình về sự việc năm đó, vậy nên anh ta đã chuẩn bị trước câu trả lời. Thiệt ra kẻ này không thành thật chi bằng Tương Vong. Cậu một quý liếc sang và Tương Vong. Dẫu sao Lý Tu cũng là người giàu lý, cho dù anh ta phạm sai lầm cũng không tới phiên hai người bọn họ ra tay, đó là quy tắc. Lý Vũ hiểu rõ điều này, vì vậy mới bỏ qua cho bọn họ, cố tình để Xóa Đen xuống tay bắt cóc Lý Tu.
đã đơn gia hay là tôi cho gã nếm thử cảm giác bị róc xương. Sau đây chủ động xin đi xử lý gặp. Đừng! Chỉ hai sự róc xương cũng khiến Lý Tu kinh hồn bạt vía, vội vàng giải thích. Em ạ, em tin anh đi, anh thật sự không lừa em. Tin anh sao? Lý Vũ khẽ phì cười, nhưng người sau đó lại chỉ tay về phía ba người cậu Phú Quý. Anh chọn một người trong số họ để đấu tay đôi đi, nếu thắng thì tôi sẽ tin. Lý Tu hơi há miệng, vẻ mặt ngẩn ngơ. Ây, tôi nhớ ra rồi, hồi nãy anh bị tôi đấm một cú đang bị thương. Vừa nghe thế, Lý Tu tưởng Lý Vũ sẽ đổi ý, không ngờ. Lý Vũ bất thình lình giáng một quyền lên bụng Lý Tu. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Lý Tu run lên không kìm nổi cơn giận. Lý Vũ cười hà đáp lại. Anh họ thông minh như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe âm cộng âm thành dương sao? Bây giờ tôi đánh anh tổng cộng 2 đấm, thế là thương tích trên người anh gần như không thành vấn đề gì nữa rồi. Mẹ nó, lời giải đáp này không chỉ khiến Lý Tu bất mãn, mà cả đám cậu Phú Quý cũng phải cạn lời. Lý Tu nén giận nhìn Lý Vũ chằm chằm, rất muốn hỏi đối phương học toán từ giáo viên dạy hóa học hay sao. Âm cộng âm thành dương mà có tác dụng thì bác sĩ trên toàn thế giới đều thất nghiệp hết rồi, thế gian này sẽ không còn bệnh tật gì cả. Anh họ mau chọn đi. Lý Vũ tỏ vẻ lòng kiên nhẫn của tôi có hạn. 3 năm không gặp, Lý Tu phát hiện ra người em họ trước mắt này còn thâm hiểm, đê tiện, vô sĩ hơn xưa. Nên ánh mắt có thể giết người, chàng ta đã hóa kiếp đối phương không ngừng nghỉ hàng trăm nghìn lần rồi. Tôi đếm đến 3, nên họ không chọn và chứng tỏ anh trột dạ. Những lời vừa nói ra đều là dối trá. Lý Vũ tỏ vẻ sắp hết kiên nhẫn. Lý Tu dẫn đến mức cả người run bần bật. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong được nhà Lý thu nhập từ bé, theo học các bậc thầy võ học, rèn luyện thành bản lĩnh. Bề ngoài họ là đầy tớ của Lý Vũ, nhưng thực ra là vệ sĩ thân cận. Lý Tu là người nhà Lý, vì vậy đây không phải là bí mật gì. Còn về xóa đen thì khỏi phải nói, có thể thần không biết quỷ không hay bắt cóc mình từ nhà Lý tới đây, đủ để nói rõ bản lĩnh đối phương cao cường tới mức nào. Kết luận lại, bất kể mình đấu với ai thì mình cũng sẽ nếm trái đắng. Em họ, em không thể làm thế, anh là anh họ của em, chắc. Lý Tu muốn chơi bài tình cảm, nói tình nói lý để khuyên nhủ Lý Vũ, không ngờ chưa kịp nói dứt lời đã bị đối phương cốt cho một bàn tay. Anh thực sự nghĩ tôi không dám động vào anh sao? Mắt Lý Vũ bỗng trở nên lạnh lẽo, giọng điệu vô tình. 3, 2, 1. Lý Tu bị đánh choáng váng, không phân biệt được đông tây nam bắc. Mày không chọn thì tao chọn hộ. Lý Vũ nhìn ba người cậu Vô Quý và Tương Vong xóa đen một lượt, nói một cách quang minh chính đại. Anh họ tôi muốn đấu solo với ba người các cậu, chứng tỏ anh ta không coi ba người các cậu ra gì, vậy thì ba người phải hợp sức lại, dốc hết sức đối phó. Rõ, rõ. Ba người đồng thanh đáp, tiếp đó nhìn Lý Tu với ánh mắt thương cảm. Cái đéo gì thế? Lý Tu lập tức tỉnh cả người, khóe miệng không khỏi co giật lia lịa. Một người anh ta đã không đánh nổi, thế mà còn một đấu ba sao? Tổ sư nó chứ, thế chẳng khác nào giết quách anh ta cho xong. Lý Vũ, mày đừng khinh người quá đáng. Lý Tu nổi cáo. Nếu được, anh ta thực sự rất muốn đấu tay đôi với Lý Vũ. Có thật anh ta không có gan đấu với ba người cậu Phú Quý, nhưng anh ta tràn đầy lòng tin rằng bản thân mình đủ sức hạ gục Lý Vũ, kẻ bị ăn mòn bởi rượu chè gái hú. Nếu đám tử tội và tội phạm giả ma biết được suy nghĩ này của anh ta, chắc chắn bọn chúng sẽ khen Lý Tu một câu: anh bạn nhỏ, mày gan thật đấy. Bốc bốc bốc, tôi đang bắt chạy anh đấy, sao nào, không phục thì xông lên đi. Lý Vũ vùng tay vả mặt Lý Tu lia lịa. Sau mới phát xuống tay, mặt của đối phương đã sưng vù như cái đầu heo. A, quân tử thà bị chết chứ không bị nhục, tao liều mạng với mày. Lý Tu mất kiểm soát, hít mắt lại tấn công Lý Vũ. Xóa đen tùng cước đã văng Lý Tu ra khỏi lôi đài, sau đó anh ta cũng nhảy xuống theo Lý Tu, giữ lại chút hơi tàn. Lý Vũ hờ hững dặn dò. Xóa đen ra tay rất có chừng mực, truyền né chỗ hiểm trên người Lý Tu. Những tiếng kêu rên không ngừng vang lên từ sàn phòng tập quyền anh. Liệu chúng ta có tàn nhẫn quá hay không thế? Cậu Vô Quý lặn lại thở dài và Tương Vong lắc đầu đáp lại. Tôi không thấy thế, dù sao kẻ này đã hại thiếu gia mắc kẹt ở cái nơi quỷ quái kia 3 năm trời. Cậu Vô Quý nghe vậy cũng thấy đồng lòng, không khỏi hô lớn. Anh xóa đen, tàn nhẫn thêm một chút đi. Đừng đánh nữa sẽ chết người đó. Em họ, cầu xin em tha cho anh khai là được chứ gì. Lý Tu không đủ ngăn ngạnh, ít nhất thì xóa đen cho là như vậy. Xóa đen còn muốn cho đối phương nếm thử phương pháp ép cung của mình, ai dè kẻ này lại chịu đòn kém như vậy. Lý Vũ nhảy khỏi lôi đài, đứng đối diện Lý Tu bị đánh bầm dập. Nói đi, ai đã xúi giục anh? Là cha anh.
Lúc nói ra những lời này, Lý Tu cảm thấy sức lực trên người đã bị rút cạn, nằm gục dưới đất như một con chó chết. Lý Tông Bình. Lý Vũ nghe vậy không bất ngờ cho lắm, hơn nữa anh có thể khẳng định ngoài trừ Lý Tông Bình ra thì vẫn còn những kẻ khác đứng sau. Tuy hai cha con đối phương có quyền thế khá lớn, nhưng chắc chắn không có gan giở trò trước mặt ông nội và ông cố Lộ Quan, trừ vì có người chống lưng cho họ. Ngoài cha anh, có phải còn có cả Tân Hạo Nhiên hay không? Lý Vũ hít mắt lại nói. Lý Tu ngẩn người, tiếp đó gần như bột miệng hỏi ngược lại. Sai biết. Lý Vũ nhếch mép cười. Tất cả đều nằm trong dự đoán của anh. Mặc dù nhà Tần hơi thua kém nhà Lý đang như mặt trời ban trưa, nhưng bọn họ cũng là một trong số 6 gia tộc lớn ở Hoàng Thành. Tần Hạo Nhiên vốn có thù oán với anh, đương nhiên gã sẽ tính kế hãm hại anh. Vả lại, Lý Vũ có thể đoán ra rằng âm mưu mà Tần Hạo Nhiên có lẽ còn nhận được sự ủng hộ từ trưởng bối nhà họ Tần. Chung quy lại, nếu hai nhà họ Diệp Lý khai chiến với nhau thì nhà họ Tần và ba gia tộc lớn còn lại sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Em họ, bây giờ em có thể thả anh ra chưa? Anh thề anh sẽ đích thân tới tạ tội với hai cụ, khi ấy cho dù bị đánh mắng ra sao anh cũng sẽ chịu tất. Nhìn vẻ mặt vô cùng đáng sợ của Lý Vũ, Lý Tu bỗng cảm thấy không rét mà run. Anh ta thực sự không dám đối mặt với Lý Vũ một giây phút nào nữa, thà rằng quay về nhà Lý nhận tội xin chịu phạt còn hơn. Dẫu sao thế hệ người đi trước rất hay niệm tình cũ, dù thế nào thì Lý Viễn Sơn cũng tha cho cha con họ một mạng mà thôi. Đến xin tội trước mặt ông tôi sao? Cha con nhà anh xứng sao? Lý Vũ cười lạnh, sau đó hét lớn. Đến đây đây. Đến đây tu chứ đơn thuần là giở trò với anh, niềm tình cảm đến lên cùng nhau từ bé và cùng chảy chung huyết mạch nhà Lý, có lẽ anh sẽ tha mạng cho đối phương. Xong, người này trăm triệu lần được nên ăn cây táo rào cây sung, và nên cha con họ phải chết. Sói đen nhanh chóng lấy được một cây đại đao dài chừng 1 mét, hỏi ra: đã đơn gia hay là để tôi làm? Giết thứ súc sinh này sẽ làm xúc phạm tới địa vị của cậu đó. Lý Vũ lắc đầu đáp lại: người nhà Lý phạm sai lầm, chỉ có người nhà Lý mới có quyền xử tội. Nói đến nước này, Sói đen không nói thêm gì nữa, dâng thanh đao bằng cả hai tay cho anh. Em họ, mày muốn làm gì? Mày không thể giết tao, chúng ta có chung dòng máu. Phúc. Lý Vũ không cho Lý Tu cơ hội nói tiếp, anh buông tay chém xuống. Một cái đầu người đầm đìa máu chảy rơi xuống mặt đất. Không lâu trước đó, Lý Tu còn đang ảo tưởng đến viễn cảnh tốt đẹp khi bản thân sẽ trở thành gia chủ. Anh ta nghĩ đến gì cũng ngờ giờ khắc này mình sẽ phải chết. Đến chết vẫn không thể nhắm bắt. Tôi sẽ đưa cha anh tới gặp anh nhanh thôi. Anh yên tâm, lên đường đi. Lý Vũ đích thân nhặt chiếc đầu lên, lấy tay vuốt mắt Lý Tu. Cảnh tượng này có chút rợn người. Ít hầu cậu Vũ Quý hơi chuyển động thì thầm: tương vong 3 năm không gặp, thiếu gia hoàn toàn thay đổi rồi. Cậu đang nói nhảm gì đấy? Và tương vong liếc nhìn đối phương. Ngày trước Lý Vũ là kẻ không dám giết một con gà, thậm chí nhìn thấy máu còn choáng váng khó chịu, vậy mà hôm nay lại tự mình ra tay chém đầu người khác. 3 năm qua thiếu gia đã nếm trải những gì chứ? Câu hỏi này quấn quanh trong đầu hai người cậu Phú Quý và Bạch Tương Vong một thời gian dài. Cuộc tấn công của tập đoàn Thanh Dương đối với khoa học kỹ thuật Vân Dương không những không hề yếu đi mà thậm chí còn mạnh tay hơn, hở ra là đầu tư hàng tỷ vào thị trường chứng khoán, khiến tất cả mọi người thấy được thực lực của tập đoàn tài chính lớn. Phòng họp của khoa học kỹ thuật Vân Dương, mười mấy thành viên cấp cao và hội đồng quản trị tập trung lại, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hoang mang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vài ngày nữa công ty của họ hoặc là sẽ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Thanh Dương, hoặc là phải tuyên bố phá sản. Chỉ có hai kết cục này mà thôi. Tổng giám đốc, sức khỏe của chủ tịch thế nào rồi? Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest phẳng phiu, đeo chiếc kính gọng vàng lên tiếng. Ông ta tên là Lưu Phong, ngoài trừ nhà họ Trần, ông ta là cổ đông lớn nhất của khoa học kỹ thuật Vân Dương. Trần Tân Đích bình tĩnh nói: cảm ơn chú Lưu đã quan tâm, ông nội tôi sắp được xuất viện rồi. Lưu Phong gật đầu, sau đó đổi chủ đề: nếu chủ tịch không có ở đây, vậy thì có lẽ tôi có tư cách đứng ra dẫn dắt các vị. Ông ta vừa dứt lời, mọi người có mặt dường như đều ngửi thấy mùi âm mưu. Chú Lưu, ông nội tôi từng nói, trong thời gian ông không ở công ty, mọi chuyện lớn nhỏ đều sẽ do chị tôi xử lý. Chú làm như vậy e là không thích hợp. Trần Thanh Giao bất mãn nói: lúc này cô nhất định phải đứng ra ủng hộ chị gái mình. Lưu Phong cười lạnh: năng lực tổng giám đốc như thế nào ai cũng rõ ràng, nhưng tại sao lần này tập đoàn Thanh Dương lại vô cớ tấn công khoa học kỹ thuật Vân Dương chứ? Có lẽ mọi người có mặt ở đây còn ít nhiều đoán được nội tình. Nói đến đây, ông ta nhìn chằm chằm hai chị em Trần Tập Tuyết. Vì vậy tiếp theo, tôi đề nghị hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu ra người lãnh đạo mới. Trần Tập Tuyết
không ngốc mà còn rất thông minh. Từ trong vài câu nói của Lưu Phong, cô có thể đoán được đối phương đang muốn đoạt quyền. Bột, chú Lưu, có phải chú hơi quá đáng được không? Thành Tinh Giao đập bàn đứng dậy, nghi ngờ hỏi.